Nhiều hộ dân sống ở khu vực 4, phường Nhân Bình, tỉnh Bình Định, bức xúc phản ánh đến cơ quan chức năng và báo chí. Nhiều tháng qua, đời sống của họ bị đảo lộn do khúc sông Hà Du bị bùn thải bủa vây, gây tắc nghẽn, ô nhiễm cả vùng cửa sông rộng. Trước kia là chỗ đây là không có nước ngập như cái kiểu như thế này. Lại giờ là bơm đất là nước, đất dầu sông nó cao quá, nó to quá. Giờ là cứ nước ở trong lên có một chút là cứ vô thẳng nhà cô. Ngập nhà luôn là cứ là táo là nước vô là cô cứ chiến chi, chiến nhà, chiến cửa, chiến cuối đồ lên là không có ở được. Bắt đầu bơm cái bùn đây là vô, nó bắt đầu nó chết. Nhưng mà bây giờ phải đầu tư xuống đó mà có anh chứ lấy bao nhiêu vốn, bao nhiêu tiền đền bù qua mèo đó đâu có đủ mà trang trải trong cuộc sống của hai mẹ con tôi. Một đợt thả xuống cũng phải là 7 triệu hoặc là 10 triệu. Tại vì con cua bị lớn như này, con cua giống á là 5.000 một con. Là thả xuống á, một thiên á là đã 5 triệu bạc rồi. Một thiên là 1.000 con. Bùn non là bây giờ rúi ai mà lậu mà rớt xuống là lên không được. Rồi cứ nó lúc không có cái sẵn mà gì gì. Lên nó còn không có sẵn rồi chết liền. Không có làm gì được hết. Bây giờ thấy con tôm cá cũng không xuống bắt được. Mà không có, nó đi hết, không có con tôm cá. Bên nhiêu đó đâu có đủ. Ngày 1 tháng 12, trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng về thực trạng trên, bà Hà Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đã thành lập đoàn công tác để kiểm tra, xác định những phản ánh của người dân là chính xác. Theo bà Hương, kiểm tra ban đầu thì nhận thấy có hai nguyên nhân. Xuất phát từ âu chứa bùn, vật chất tiếp nhận do công ty cổ phần cảng Quy Nhơn nạo vét hút lên, còn công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Gia, Riverside tiếp nhận vật chất. Việc đầu tư âu chứa kỹ thuật này do bờ âu chứa quá thấp dẫn đến bùn tràn ra, sau nhiều tháng thì tích tụ và phát tán rộng ra cửa sông. Theo bà Hà Thị Thanh Hương, đơn vị đã yêu cầu hai công ty trên khẩn trương xử lý dứt điểm tình trạng bùn thải vì khối lượng bùn khá lớn nên việc khắc phục có thể diễn ra trong một tháng. Hoạt động nạo vét tiếp nhận bùn và vật chất trên phục vụ cho hai dự án, gồm đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1 cảng Quy Nhơn, của công ty cổ phần cảng Quy Nhơn đầu tư và dự án khu đô thị mới khu vực Chợ Gốc do công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Gia Riverside thực hiện. Khi trao đổi và làm việc với báo chí, phía công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Gia Riverside cho rằng không có chuyện bùn thải từ phạm vi dự án của đơn vị này chảy ra ngoài. Việc gây ra tình trạng bùn phát tán do phía công ty cổ phần cảng Quy Nhơn đóng cọc bê tông tại ngã ba sông để bao lưới cho xà lan chở vật chất nạo vét quay đầu, đổ vào âu chứa tạm để bơm dự án. Trong khi đó, đại diện công ty cổ phần cảng Quy Nhơn cho biết, những hộ dân bị ảnh hưởng bởi bùn phát tán nằm trong phạm vi dự án của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Gia Riverside. Bà Hà Thị Thanh Hương cho biết thêm, việc xác định lỗi thuộc về ai phải chờ đơn vị có báo cáo lên Ủy ban Nhân dân tỉnh, sẽ có kết luận cụ thể vụ việc. Cơ quan thanh tra cùng các đơn vị liên ngành địa phương sẽ có đoàn thanh kiểm tra vào cuộc, xác định lỗi thuộc về đơn vị nào, mức độ xử lý và cả bồi thường cho người dân. Liên quan đến vụ việc, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc kiểm tra, khắc phục sự việc.